Hello everyone, welcome back to my channel. Sự sau đây là tôi thích xong xoá cùng xa chị thamay một căn channel YouTube của nhóm Điền Trầm Rồng bạn. Hãy thay nít khiêm xong chai đầm lê nơi mê rin sang để mùi tiết để dừng lực rương clay nông thị sàm để dục màu sắc xá có đôi chì bọ phải bạn. Chẳng cô bằng nón nó trong video này cứ trong mọi bóng ôn chạy bỏ phải nó rương clay clay trong sàng lấy đại viên mình này học rung lọ lọ ok chẳng ngay đi rương để chăm lực dọc máu cứ miền chân nón chứng tham Buddha and angry man Buddha and angry man bà. Ok chẳng bọn con thường rút phiếp thì mình chăm bạch bỏ trái đi bọn con đừng ta cho nó chương mình đi tâm bạch từ Buddha thì dùm ra ta Phật angry man dùm ra ta bổ rõ chêu cháo rưu có bổ rõ đà miên cổng hân rưu có bổ rõ đà khẩn chẳng dùm cho nó chương bỏ dưỡng cứ Phật hai nâng bộ rốt đại minh cùng thần bạn chứng môn hình chấp đám xong rồi nhật ọt nia đại mình toàn bàn subscribe channel bọc nhúng cho chị tông subscribe hay đã rụt cần đừng làm bây tựa bán đâm nâng rô phê khi em upload mê điên sang để mấy mấy chiếc tọc đó ok chứ mong vô thương như rụt hiệp ní cư rụt hiệp là bò rập bốt hay rụt hiệp ní cư chi bộ rốt đại cùng phung tài khăn kêu cổ mà nè còn chứng trong đơn tha ta rương cái miền lâm xa chẳng ná ơi từ bốn chúng miền năm bốn xem xong an nở rương chi phí sang để ỏi bóng ồn tầm đòn mà ok còn mình chấp đám do you still get angry then you should read this this and decide one day Buddha was walking through a village. A very angry and rude young man came up and began insulting him. You have no right teaching others, he shouted. You are as stupid as everyone else. You are nothing but a fake. Buddha was not upset by these insults. Instead, he asked the young man, tell me, if you buy a gift for someone and that person doesn't not take it, to whom does the gift belong? The man was surprised to be asked such a strange question and answered, it would belong to me because I bought the gift. The Buddha smiled and said, that is correct, and it is exactly the same with your anger. If you become angry with me and I do not get insulted, then the anger falls back on you. You are then the only one who becomes unhappy, not me. All you have done is hurt yourself. If you want to stop hurting yourself, you must get rid of your anger and become loving instead. When you hate others, you yourself become unhappy. But when you love others, everyone is happy. Okay? Toàn chứng chăm sóc an mà đón tiếp đời dứt dứt chưa muốn. Bọn bồn thêm hay bọn bồn ai repeat hay chờ an tâm chân bán. Do you still get angry? Then you should read this and decide. One day Buddha was walking through a village. A very angry and rude young man came up and began insulting him. You have no right teaching others, he shouted. You are as stupid as everyone else.
you are nothing but a fake. Buddha was not upset by these insults. Instead, he asked the young man, "Tell me, if you buy a gift for someone and that person does not take it, to whom does the gift belong?" The man was surprised to be asked such a strange question and answered, "It would belong to me because I bought the gift." The Buddha smiled and said, "That is correct. And it is exactly the same with your anger. If you become angry with me and I do not get insulted, then the anger falls back on you. You are then the only one who becomes unhappy, not me. All you have done is hurt yourself. If you want to stop hurting yourself, you must get rid of your anger and become loving instead. When you hate others, you yourself become unhappy. But when you love others, everyone is happy." Bạn ok, nghe tôi học ní. Chẳng dương nâng chiên từ chùm hiên bằng tòa tiết cư dương chạp đàm bọ prai bị mùi nửa nông rương nít tại mặt đỏ. Đã bọn ôn miên bị bạc tràn tết nửa nông rương nít. Và chẳng bờ sân bọn ôn miên bị bạc nửa nông rương nít bọn ôn xung sơ xê nửa nông comment mát. Ai khi mình chui bọn sài bọn ôn đang học nghỉ nửa nửa về để khám trai tọc từ comment bọn bọn ôn. Ok, chẳng chúng nhiên mình tốt cứ dương bỏ ra bỏ thầy một bỏ ra bắt xong rồi bóng ôn đại mình toàn subscribe channel bỏ kiếm trực thì toàn subscribe anh đã được bình đẳng phòng đại bạn. Ok, tập chân dương bật to lần nào từ chúng nhiên bình tốt thì dương bỏ ra kia mùi mùi bạn. Chúng bóng ôn khơi nhờ nhí khiêm đặng so đã qua cả hóm mình đi thả kia đại dương cua tại sắc xá nước nóng nó không rương được bao giờ nghỉ tiết bất ai tha bị khắc bóng ôn trẻ hỡi hay bóng ôn ta thích tiết có con mình toàn chết hay bóng ôn còn đâu miên tiện chỉ tràn tiết để bóng ôn nó trẻ trong bóng ôn ai sẽ nó không cảm mẫn rưu có trăm trong trap sẽ đập là ca bỏ phai được bỏ hiếm bóng ôn nâng từ tù bàn ảnh tận này này bị bạn thành lục. Ok tận chân hiếm xông chắp đàm đòi bị đồng bông ta mà đón cứ Buddha và Buddha và Buddha cứ dân Pratha Prepot và chỉ niệm Pratha Prepot Buddha Buddha và tại dân và to tập địa chỉ pí cứ village 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 dân Pratha Phum chỉ náo dân Pratha Phum village hay dân tâm mơ và to tiếp cứ angry angry chỉ adjective là dùng phải là khẩn adjective dùng phải là khẩn và cái adjective chỉ còn là niềm phải là khẩn angry và dùng từ mở bị phụt tốt cứ root và root root chỉ adjective dùng phải là chơi và chơi root và mình chắc cú xong chơi chỉ là bơ nâng phải là thật root và bị phụt tốt tiếp cứ insult và insult insult dân ta thật bò rì hà và bò rì hà rưu cầu viê bò hà chỉ bị xâm đây chỉ ca bò hà thao bò rì hà kế insult rưu cầu chỉ ca chê xâm đây chỉ ca thua rồi mà nụ mà nè bạn mục nâng cư dân ta bị thật insult và ok và tốt tiết cư stupid và stupid stupid chỉ adjective dân ta thật là nghi là ngơ và là nghi là ngơ ảnh đơn chọn ấy là ngôn ấy nếu dân ta thật dân ta bị thật stupid không sang lên bị bật tốt cứ fake và fake fake dân ta thật klein klein fake fake klein klein này mình bật đó tiết cứ upset và upset upset ý chỉ adjective
Yếm pra tham mình sợ bài chật. Và mình sợ bài chật. Mình sợ bài chật cứ upset. Và có đó biết cứ bị tha gift. Gift. Gift phí yếm pra tha ổng nào ý rư có. Và bị mùi tiết cứ pra tha cả đồ. Và cả đồ tình cả đồ ở nhận nà. Chỉ cả đồ ở nhận nà mùi nâng. Chỉ sẽ xe nụ kì cục nát yếm pra. Nghĩ ta gift. Hay có ai pra tha ổng nào ý bán đẻ bà. Nói chụp sát mãi gì. Và hay bật tỏa tiết cứ belong to. Và belong, belong to ní. Thì chúng ta đã chia rộng bỏ. Và chia rộng bỏ. Chia rộng bỏ rộng bỏ nó nam nè. Và belong to. Hay strength. Và bật tỏa cứ strength. Strength ấy chúng ta tha chụm lại. Và chụm lại. Thì attitude. Chúng ta tha chụm lại. Và strength. Hai bắt đầu tiết cứ dương miên bị anger và anger chứng thằng lớn dương miên angry và thằng cấm như anger anger này cứ dương trai ta cộng hưng và chỉ nói trai ta cộng hưng á đại khăn bây giờ dương khăn nó miên đây là dương miên cộng hưng này và hai dương tâm bắt đầu tiết cứ get rid of và miên đây là cầm chặt get rid of cầm chặt cũng chặt nơi cũng hơn bạn get rid of bạn chẳng ở phía chẳng on ít để chim lên làng máu chim cứ tha bom ô này là chỉ bị mấy mà bom ô này còn chỉ bị chặt gặp bom ôn khác ai bữa sân chim biên bắt tao tao tiếp xong bom ôn comment sẽ xin được comment bạn cả làm comment cả lại comment tới chim đừng chui bỏ sai chui bỏ ra bom ôn cái nụ bà ông quân tràn chẳng khiêm sông an pi đong và pi đong bạn thấy phù pi tràn đấy trong bóng bồn chạm an tam khiêm á tập nhìn chập đằng Buddha Buddha village village angry angry rude rude insult insult stupid stupid fake, fake, upset, upset, gift, gift, belong to, strength, strength, anger, anger, get rid of, bạn, ok, xin cảm ơn bóng phố này chè. Am tiết tầng hòn đi. Ở lớp dân chạp ra trên châu từ đó cả bỏ prai nở rương càng mưu làm đó. Và rồi chẳng dân đồng bốn cứ khi em an mà là bác khi em bỏ prai mà là bác. Rồi bật tuần một tiết khi em nâng an khi em nâng bỏ prai dốt tầm đó mình bỏ prai sập tầm đó mình bàn an ở bọn phụ đế cứ khi em an lực môn tí đó hay lớp cứ mà đoàn tiết chân bày đoàn hết. Tập chân Buddha and angry man bè phút hai nâng bồ rốc đá khẩn. One day, Buddha was walking through a village. Ngày mùi, bè phút ba nị môn was walking, walking đá bằng đây nông thị xa sát sá, tư dân bà thân nị môn. Bạn cầm phông nị môn cắt phùm mùi. Sư ní cứ cắt, lòng cắt phùm mùi. A very angry and rude young man came up and began insulting him. Chẳng miên dương bọc prime man đi muốn miên bộ rock wake me young man bộ rock wake me là chơi hai nâng miên cùng hứng khăn kêu cốt khăng mà nét và came up ní dương pra thả ban một chút hi and hi began ban chấp đám insulting him ban chấp đám vây bờ hà quạt vây bờ quạt ấy cứ bẻ ong tại tập bẻ phốt á làm nào bẻ phốt chứ ban một bo thì hà kế được gọi chế phân tích tận đó bẻ ong you have no right teaching chẳng còn bộ rock with meaning with others. Bộ rõ vệ mình có sẵn thả thì sao thịt nè. Bộ rõ vệ mình có bàn sẵn thả. Nè khá miên sức
no right, right ni prae tha sit na jing jing prae tha tram trou bandai jing niem jing prae tha sit khmien sit bong rian no right teaching other khmien sit bong rian neak datai te ba rot srai tha neak khmien sit bong rian neak datai te you are as stupid as everyone else ba tha neak aing ko có lưng ngông, lưng nghi, lưng ngỡ đôi nẹ rõ kìa đài as stupid as nữa nẹ anh có lưng ngông, lưng nghi, lưng ngỡ đôi nẹ rõ kìa đài everyone else nẹ được thấy trên kìa đài you are nothing but a fake nẹ anh không biết ai nữa thế you are nothing but a fake nẹ anh không biết ai nữa thế còn tại chỉ chun khai khai mà nẹ còn nộp bắt phải cũng xâm nào lên khai khai bần tay vì chỉ niềm là chun khai khai nãy nè anh còn để chun khai khai mà nẹ còn nộp Buddha was not upset by this insult Phật Phật mình bán bị bạ chất rồi còn mình sợ bài chất Phật Phật mình bán mình sợ bài chất mình nè Phật Phật ọt bán tôi chất rồi còn ọt sợ bài chất nói xa tại ca chê phẩm mát nụ tế this insults insult ra ca chê phẩm mát tiếng đi nụ tế instead he asked the young man chùm nụ mô vinh instead chùm nụ mô vinh quát ban su bỏ rõ vây khả mình thà tell me if you buy a gift for someone and that person does not take it to whom does the gift belong? Chô prap thật thà cột mơ rồi còn chô prap nhóm tờ mơ và sân chí nẹ tính nâu cả đồ rồi còn ẩm nào ý ôi nào nà mà nẹ for someone hai mà nẹ nụ that person nụ mà nẹ nụ mân dục doesn't take mân dục vía to whom does the gift belong? Thà ta ẩm nào ấy nâng nâng khai từ chi rồi bọn nó nà và chứng cho prap thà ta cột mớ và xin chỉ nhận tình ẩm nào ấy oi nó nà mà nhé hơi mà nhé lúc quan ọt từ tu dục ta nào ấy nâng nâng tới chi rồi bọn nó nà okay. The man was surprised to be asked such a strange question and answer. Bố rõ, nếu có nhà phá ở là trâu bàn xu bạc nít xu nâu xùm nua đo chùm lạch bạc nít hỏi cậu bàn cho lại thả It would be long to me because I bought the gift Vì nâng khai vì nâng chia rộ bọc nhóm vì bố nhóm bàn tính nó ngồi nụ okay. The Buddha smiled and said Chân Phật Phật có nhờ nhóm hai bán miên miên phút đầy cá và to thả that is correct lúc phút chỉ trầm trở hơi and it is exactly the same with your anger hơi vì đôi kia bạch bất chỉ mùi nâng cầm hứng rộp bỏ nẹ if you become angry with me and I do not get insulted then the anger falls back on you và sân chìa nè khấn chìa mùi khiêm hai khiêm mến tự tuôn nâu ca phở mạt tê anh chân cầm hân nút nâng lẹ tự lơ khu nè fall back on you lẹ tự lơ khu nè you are then the only one who become unhappy nè chẳng nè cứ chim mà lúc ta mà nè cút đá mình sợ bài chất not me mình mẹn phim lúc tê all you have done is hurt yourself away krup yang đời nè ban phơ cứ phơ ở khu nè chui chập từ quên tê if you want to stop hurting yourself you must get rid of your anger and become loving instead và sân chỉ nè trong bẩn chốc ca phơi luôn anh chui chắp nè trâu tái
cầm chắc nâu cầm hưng rồi bọn nè hãy chắp đam sờ lăng đó cái đây sờ lăng chùm nuốt mà quên. When you hate others, you yourself become unhappy. Nếu bé đã nẹt khăn nẹt đợt tí nẹt luôn ái những khai từ chia đứa có nâng mến sợ bài chật yeah. Và xin nếu bé đã nẹt sọp nẹt đợt tí nẹt luôn ái mến sợ bài chật đợt tí. But when you love others, everyone is happy. Còn đấy nếu bé đã nẹt sợ lánh nẹt đợt tí nẹt rút nia từ sợ bài chật. Ok, chúng bóng phụ nọc nếp chúng bàn bọc rai chúng hiện đồng bông chọc hấy là lâu chúng xung bọc rai xuất tại mà đón cứ như mình bàn ăn dịp sau này để ok bóng bóng ôn tạm đàn là ngọc nếp là ta clear luôn ná bọc lại lại như vậy. Rạc bốt hai nâng bổ rõ miên cầm hừng ngày mùi rạc bốt trông mình muốn cắt cung mùi miên bộ rõ vây mình để chơi hay nâng miên cầm hân chỉ khắng ban một chút hay có chắp đám chê sẽ đây sẽ lơ bệ ọc bộ rõ nó có ban sài thả nè anh miên sức bằng riêng nhận được tế tế nè anh có lửng ý lửng ớ đôi nhận rõ nghe được tế tiết đại nè anh không biết là vậy nó tế còn ta chỉ một lúc lành khai nó ប្រពន្ធគឺມັນទោចិត្តມັນខកចិត្តជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោសក៏ដូចជាការបរិហារគេបែបនេះនោះទេយ៉ាងនេះនោះទេជាជំនួសមកវិញព្រះអង្គក៏បានសួរទៅបរិសវិក្មេងថាចូលប្រាប់ខ្ញុំមើលបើសិនជាអ្នកទិញអំណោយឲ្យនរណាម្នាក់ហើយម្នាក់នោះមិនទទួលយក ta ẩm nói nụ nâng khai từ chí rộng bóng nổ nà. Bố rõ nụ cứ miên cáp nhạc tao dịch khăn để trâu bàn xuân nụ xùm lùa đó chùm lạnh bạc ní hơi cậu bàn xa lạc thả. Vì nâng chí rộng bóng nhóm ở bếp rùa nhóm bàn tính nấu ẩm nói nụ. Rạp bút cậu bàn nhờ nhóm hơi cậu bàn miên bút đầy ca bằng to thả bút và cọt hơi. Hai vía có đôi khi bất bất từ nâng cầm hưng rồi bỏ nẹ đài. Và xin chỉ nẹ khấn, chỉ mùi nhóm. Hai nhóm mình từ tù rôn nâu ca bảo mát nụ tế. Nhưng chân cầm hưng nâng cứ vì thật từ lớp lưu nẹ vinh tài mà đòn. Nhưng chân nẹ cứ chi mà nụ tài mà nẹ cốt đá mình sợ bài chất. Mình mến nhóm nụ tế, mình mến tạp tha cốt nụ tế. Hãy ở quay tầng ớt để nhạc bàn phơ cứ phơ ở khuôn anh chư chập tại phần ớt bởi xin chỉ nhạc trong chục phơ ở khuôn anh chư chập nhạc trâu tái cầm chắc nâu cầm hưng rồi bỏ nhạc hãy chập đám sở lánh ở quay nó chung bình khuôn chung luôn mà quên nó phê đại nhạc ớt nhạc xì nhạc khuôn anh cứ mình sở bài chất nữ tế. Còn thế, nếu bây giờ nhạc sở lãnh nhạc sinh mà nụ cực nha cứ sập bài chạy. Ok, chẳng nhầm từ cả bằng hàng, từ cả bộ bài từ bộ rương ní chạm sập cực bằng hãy, hãy ở phần chán từ đó bằng bồn học ní, hãy xin gầm tha rương ní, từ đó nếu hạt tình ấy, từ đó chỉ khlâm xa đầm lại ọp rung từ đó là bóng bồn đằng ọc nha. Vì từ xa nó cứ vì chạy xa anh ta mà đón nơi phép con là năng ca nơi cầm hân, nơi ca khẩn từ một ông nẹm nẹ chàng nhóm, chàng bóng bồn sắp là miên cầm hân về dân tục chất bán á, miên rương cát lăng của phụ dương để dân ai ta mình chọn ngôi ca từ tổ dương chọn tùa lắm dù dọn nó cứ dân khẩn sập ba mình tệ chẳng cầm hân cứ cát lăng cúp nụ chẳng ngọt hay mà dân sắc xa là tạm rưỡng ý cứ chia đồng lấy ông đông môi đó miên đồng lấy bằng khuất bằng thì ta chỉ xa môi thua dân phía nhạc đi đế thua dân phía nhạc đi đế chẳng đồng tại dân rõ phê để dân khăn dân chăng ai mà nụ để dân khăn chứ chắc bạn chẳng là phê để dân
khăng nào nam mà nè dương không chất vào dương chạp chạp chua trong oi nào nam mà nè chư chạp kê để dương khăng mà nu để dương khăng nó chư chạp còn đắt chỉ gặp tuy từ lo mà vinh mình men mà nu để dương khăng nó chỉ chư chạp thì mới dương nghe cứ dương khuôn ai kê để trẻ chư chạp dương khuôn ai chỉ nè đất khuôn ai chứ cầm hứng về triệu đôi chỉ đông phơi mùi chắc và dương khăng mình nên tha dương cầm phong đất luôn ấy vô đồng lớn vô mà chót luôn ấy ở vị trẻ và chân dương đất cầm lại luôn ấy vô dương căn để tụt tụt từ dương cầm lăng dương căn để sau sầm rọt dương căn để on một lần choang nơi xa tại dương khăn vị và khăn sơ để riêng rót ngay dương đất luôn ấy sơ để riêng rót ngay chân tam ở vát rồi bao rồi phốt cứ ao dương bồng bát nơ cầm thân rồi bọt dương đau chủng luộc mà quýnh đòi ca sờ lánh vịnh chi diêm sờ lánh nhẹ để trong vinh luôn dương chi diêm sờ lánh ở quay để dương miên chi diêm sờ lánh nơ luôn ái và kết tha luôn ái là o kết tha luôn nhẹ được đây là o nhẹ trong vinh luôn o rương rau để ca của dương sập để dương lọ lọ phơ ao dương sập bài chân và một phê để dương sập bài chân cứ bắt được phun này à pin là hai cả là từ này ta bị phong luôn rồi bỏ dướng trong bên chỗ này dướng cứ khai thì chỉ phục lục đỏ sòng rồi đằng đó bạn chẳng tia họ chạy sai ở vòng phôn khăng vòng phôn phơi một mảnh tương một thành nhau mày này vòng phôn chẳng là bây giờ vòng phôn khơi kê một thành nhau chẳng vòng phôn mày là lòng nhà mày đấy vòng phôn mình trong chua với mày này trong đa kích trong về đặt mặt đây hay đa trên đằng đòn bạn chẳng dương mình phân chất nó mục rồi nhau đời ta làm đời cổng hưng nữa thế cứ dương phân chất nó nam nhỏ nhâm đời cái đây sở lành nhưng mà nét cứ trong từ bạn đây sở lành rồi là ta dương click luôn dương đây luôn lụa nơi trong rồng vùng này à ngọc phê để dương mình ba nó quay ra quanh một nón dương khẩn và khẩn thì ta thì chỉ lớn đồng lớn được bạn tuổi này tuổi bạn chẳng xin tâm tâm bóng ôn chập làm sẵn lãnh nữa bởi vậy chung bình luôn sẵn lãnh nữa chung bình luôn bạn ok hãy cùng chào bóng ôn xong chui chọn bật tông subscribe hãy đã được cần đấng hãy share video nít để cảm bóng ôn một cái bóng dừng từng ngọt khả nế ở phát bản tiền với bóng ôn đá hãy không thích công chăm tu sản video tốt này không mừng điên nữ rương thông mây và to tốt tiền bạn cùng chào xong chung bình lia bye bye.